Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, hai trận cờ hay của Trịnh A Sáng tại đấu trường Thiên Thiên Tượng Kỳ. Trận này diễn ra hôm qua ngày 5 tháng 8 năm 2023. Mời anh chị xem, trận đầu tiên Trịnh A Sáng cầm đỏ đi tiên, Tôn Thiếu Hiệp cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。将军。
将军。将军。将军。
将军。将军，chơi đến đây, sát cục, Tôn Thiếu Hiệp buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ hai. Trịnh A Sáng cầm đỏ đi tiên, Lý Sơn Minh cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。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 Chơi đến đây sát cục Lý Sơn Minh buông cờ nhận thua. Video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.